Cựu CEO Microsoft Steve Ballmer hiện giàu hơn Bill Gates. Cựu CEO Steve Ballmer của Microsoft, người nổi tiếng với sự nhiệt tình và tài bán hàng, đã lần đầu tiên vượt mặt đồng sáng lập Microsoft Bill Gates. Theo Bloomberg Billionaire Index, Steve Ballmer hiện là người giàu thứ 6 trên thế giới với giá trị tài sản ròng là 157,2 tỷ USD. Steve Ballmer đã vượt qua Bill Gates vì hai lý do. 90% tài sản của Steve Ballmer nằm ở cổ phiếu Microsoft. Ông vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất của cổ phiếu Microsoft. Trong khi đó, giá cổ phiếu Microsoft tiếp đã tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng 21% chỉ riêng trong năm nay. Bill Gates đã đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình thông qua Casca Investment. Các khoản đầu tư khác của ông không mang lại lợi nhuận như cổ phiếu Microsoft. Steve Ballmer hiện là người giàu thứ 6 thế giới. Theo Bloomberg Billionaire Index, trong gần 2 thập kỷ, Bill Gates đã tham gia vào hoạt động từ thiện thông qua Quỹ Gates, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới. Với hơn 75 tỷ USD tiền tài trợ, Bill Gates đã quyên góp hơn 60 tỷ USD cho Quỹ Gates trong 2 thập kỷ qua. Cho đến nay, Steve Ballmer vẫn chưa cam kết làm từ thiện quy mô lớn như Bill Gates. Tuy nhiên, ông đã thực hiện một số khoản quyên góp cho các trường đại học lớn tại Mỹ, bao gồm quỹ 425 triệu đô la Mỹ cho Đại học Oregon. Ngoài ra, ông còn ra mắt usacfest.org, một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu giúp mọi người hiểu về doanh thu, chi tiêu và tác động xã hội của chính phủ Mỹ. Ballmer và vợ đã đồng sáng lập Ballmer Group, một đơn vị tài trợ cho các tổ chức và nhà lãnh đạo để định hình lại cơ hội và mở rộng tính di động kinh tế trên khắp nước Mỹ. Ballmer Group tập trung vào việc cải thiện tính di động kinh tế cho trẻ em và gia đình tại Mỹ. Họ thực hiện điều này bằng cách tài trợ cho các cá nhân và tổ chức đã chứng minh được khả năng cung cấp cơ hội và giảm bất bình đẳng.